chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một con xe tải có tải trọng là 1,5 tấn, đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Đó là con H150. Xe rất là đẹp, vừa đóng thùng xong nha. Thì như anh em thấy con Hyundai nó để gần con rắc rất là giống nha. Anh em nhìn nè. Đó, như là hai anh em sinh đôi. Cực kỳ giống luôn. Thì hôm nay clip chính là Khanh sẽ giới thiệu và báo giá về cái con xe Hyundai này nha. Đó, thì con Hyundai H150 này nó sẽ có hai màu chính cho anh em lựa chọn là màu xanh và màu trắng. Màu xanh như con này và màu trắng là màu trắng tươi. Đó, rất là đẹp. Xe có cái đèn halogen rất là lớn, đèn này cực kỳ sáng luôn. Anh em nào mà có điều kiện thì mình lấy Hyundai đi là sướng nha. Con xe này chạy êm du lịch á, 6 tiếng một lùi. Trong phân khúc thì chỉ có cái con này là sử dụng cái hộp số rất là lớn, và cái động cơ cũng khá là to, động cơ tới 2.5 luôn. Và xe cũng trang bị chúng ta là cái đèn siêu mờ nha. Đó, cái mặt phía trước mặt cái lan xe có logo Hyundai, bên hông là có chữ New Boxer 150, đó là cái cũng là nhiều anh em hay gọi là Hyundai Boxer đó anh em. Rồi, vào nội thất con xe này để cho anh em coi cái nội thất trước. Hôm nay clip này sẽ coi nội thất trước thùng sau. Đó, anh em về cái dàn mũ của xe. Mũ này là mũ làm giống giả da. Anh em nhìn nè, cực kỳ đẹp luôn. Tay cầm cũng làm rất là đẹp này. Cao nhìn nói chung con xe này anh em mua là không có chê một bất cứ một cái gì hết nha. Nếu có tiền thì anh em sẽ lấy con lựa, nên lựa chọn những con xe như thế này mà đi. Rất là sướng. Chạy mát ruột mát gan. Đây, kính chỉnh điện, phía dưới chúng ta sẽ có ly đựng nước này nọ, cốc đựng nước. Ghế là ghế da. Và cái con đặc biệt hơn cái con khúc 1,5 tấn. Đa số là chỉ có 2 chỗ ngồi, nhưng mà con này nó là 3 chỗ ngồi nha anh em. 3 chỗ ngồi cho em. Để Khanh cất cái ba lô Khanh. Để hôm nay đi quay xe ở một chi nhánh khác. Khanh rất là nhiều chi nhánh nha. Khanh ở Thủ Đức cũng có, quận 12 cũng có, và ở Bình Chánh, Bình Dương. Rất là nhiều chi nhánh cho anh em lựa chọn. Anh em nào muốn coi xe nào thì cứ alo trực tiếp cho Khanh. Đó, Khanh lên Khanh nổ máy. Đặc điểm của xe Hyundai á, là anh em phải lên đạp côn mới nổ máy được nha anh em. Khanh lên Khanh quay cho anh em xem. Nói chung anh em mà lên coi Hyundai thì anh em nói thiệt, ghiền thôi chứ không có gì hết. Ghiền của Honda Civic nữa. Đó, xe rất là đẹp. Mình không có một cái từ ngữ nào mà diễn tả được cái độ đẹp của con xe này. Từ vô lăng cho tới đồng hồ, và cả về cái mặt tốc lô đây nữa. Radio đạp em, máy lạnh, lấy gió trong gió ngoài đều có nút bấm chứ không phải có nút mà xoay xoay nha anh em. Con xe này hiện tại cái con Hyundai nó đang chuẩn bị lên giá nha anh em. Nên là anh em nào đang có nhu cầu mua xe thì mình tranh thủ nha. Thì nói mới nhớ, tại vì bữa hôm qua Khanh mới nhận được thông tin con xe Hyundai, tất cả dòng xe Hyundai bắt đầu nó lên giá tầm khoảng 20 đến 30 triệu tùy từng dòng xe nha. Bên đây cái hộp để giấy tờ rất là lớn nè. Đó, đó, để được rất là nhiều đồ. Nói chung anh em mà có tiền thì mua xe này đi là sướng nhất. Đây là hộp số 6 tiếng một lùi. Đó, anh em thấy chưa ạ? Và cái con xe này á, anh em nhìn cái nó có cái thảy này. Anh em dỡ lên, anh em kéo lên anh em mới vô số lùi được nha. Đó, nhiều anh em không biết thì cứ vô hoài số 1 không vô số lùi được. Chúng ta phải đẩy kéo này lên mới vô số lùi được. Bây giờ Khanh sẽ xuống Khanh quay cái phần thùng cho anh em xem. Thì bên con cabin thì Khanh quay như vậy thì anh em xem cũng đủ rồi. Anh em nào muốn xem thêm á thì cứ alo trực tiếp cho Khanh nha. Số điện thoại trên màn hình, kết bạn nhắn tin cho Khanh. Thì con Hyundai H150 này nó chỉ có một cái nhược điểm mà Khanh không thích máy á, là cỡ lớp của nó, lớp trước lớn. Này, lớp trước lớn nè, lớp sau nhỏ. Đó, anh em thấy chưa? Đó, chỉ có một cái đặc tính đó thôi.
là Khanh là Khanh không thích lắm thôi, nhưng mà nếu anh em nào mà chấp nhận thì vẫn con xe này vẫn là đáng giá nhất trong phân khúc. Bánh sau nhỏ nha, sử dụng lớp đôi mà bánh sau là bánh nhỏ. Kích thước thùng con xe này dài là 3m1, bề ngang của nó là 1m6 và chiều cao của nó rất là cao. Con xe này như anh em thấy là Khanh cho anh em coi nè, nó đứng gần con dắt nó cao hơn con dắt cả 10 cm là bình thường đó, anh em thấy chưa, con dắt cao là 1m6, con này cao 1m7 mấy luôn. Thùng bên là thùng Khanh công ty Khanh đóng là thùng tiêu chuẩn, khách hàng chở đồ khô nên là sẽ lựa chọn những cái thùng như thế này đó. Bên trong là sàn sắt vách tôn, ở ngoài là inox, khó tôm bán lề đều là sắt hết. Hiện tại cái con xe này chỉ giá hơn 400 triệu là có lăn bánh nha anh em. Tầm đâu đó nếu mà giá tính tại hiện tại bây giờ là 420. Còn nhưng mà anh em muốn biết chính xác từng thời điểm á, thì anh em cứ gọi trực tiếp cho Khanh nha. Tại vì nhiều lúc xe lên xe giảm thì anh em muốn biết á, thì cứ gọi cho Khanh, Khanh sẽ báo giá chính xác cho anh em. Còn như mua trả góp anh em đi còn đưa trước cho Khanh tầm 80 triệu là lấy xe nha. 80 triệu là chúng ta sẽ thể lấy được con Hyundai H150 này rồi. Rất là ngon, rất là sướng. Chạy là khỏi phải chê một bất cứ một cái vấn đề gì cả. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.